ấm no bé thơ đùa vui được đến trường. Đường điện đã thắp lên chiếu sáng niềm tin vào tương lai mới. Tuyên quang với tôi hôm nay đã đổi mới. Sông Lô hôm nay cháy trôi em đến hiền hòa. Đời che xanh ngút ngàn bóng mai chiều nay chịu vai gánh nặng. Để du khách ghé thăm niềm chân người đi chẳng muốn rời xa. Chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động tỉnh Tuyên Quang năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, chúc toàn thể và các nhân dân đồng bào đồng chí an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.